mà 59-17 là cơn bão số 5 đó. Thì để tôi kể cái này lại cho nghe là tỉnh Bạc Liêu chết 4.200. Nó năm 97 thiệt là ai quán đó, năm đó là mẹ Quan Âm có lại về dặn tôi mấy lần rồi. Bảo số 5 để tiến đến giờ chết con cha mẹ bây giờ đâu còn con nữa, biết nhờ ai đây? Trong giáo lý Đức Thầy có nói cuộc tẩy trần để thức tỉnh đời du nay, rồi khổ chiều mơ ai ngự trí thức hiện tại Việt Nam. May mắn có xác phàm thực thể, nếu không thu e trễ hậu này, long qua lập hội miền Tây, chứng đắc vô số Phật Thầy Bửu Sơn. Ông cử đa tà lên cổ tái, tướng trang nghiêm khuôn mặt chữ điền, cử đa là Ngọc Thanh Thiên Trưởng đó. Vì xưa ông chứng quả tiên, bây giờ trở lại ba miền đồng đó. Tôi viết lên bài thơ kêu gọi, chờ đến ngày dự hội quần tiên, ai người có đủ nhân viên miền Tây trở lại Lâm Viên Sơn Tầm, tôi đón khách có lòng mộ đạo, giếng non thiên thổ giáo Vũ Kỳ. Quân ba trao mở hội thi, mẫu gom linh tử khai kỳ lâm qua. Tu tá điển hát ca rước khách, đợi người hiền cắt mạch sầu tư, để đưa về gặp tôn sư khai quyền mở khiếu cho người sáng thông. Để gặp chủ nhân ông tại tánh mở Phật đường đại hạnh giác diệu, đức tài trí huệ nâng niu. Chờ ngày thiên định như tiều quá long, mấy ai có tấm lòng gì đạo quyết tâm tu hòa hảo tinh chiên. Tâm bình trí tịnh được yên, cậu thầy điểm đạo mở quyền ai ô. Tôi kể sơ cho thờ người biết, tạm văn thơ lý thuyết bình thường, thiên sơn núi cấm nấu nương, chờ ngày thầy mở qua trường hậu thi. Ta đờn Bắc Nam, đờn kêu rã núi ông Sam, đờn kêu ông cấm ai làm bể hai, đờn kêu sóng nổ núi dài, đờn kêu ông két đất cài thành sông, ông két là đây nè, đờn kêu vợ lại xa chồng, đờn kêu mẹ lại quên bồng con thơ, đờn kêu sắp tới bây giờ, đờn kêu dân phải ráng chờ chữ tu, đờn kêu khóc lóc khu hu, đờn kêu những kẻ lộng dù còn chi, đờn kêu nhiều nỗi lâm đi, đờn kêu chú bác cậu gì khóc than, đờn kêu nhiều nỗi bi quan, đờn kêu tan rã như rơi phím đờn. Đó là hết hết cái bài đờn rồi đó. À, thì ông hai ơi, thì con được biết thì có nhiều trong nhiều đoạn trong cái giảng kinh có nói là sau này miên rượt. Vậy rồi ông hai cũng nêu lên một hai câu giảng hay là miên rượt như thế nào? Thì rồi cái đó là nói cái vụ mà giặc miên đó. Là thầy cũng có nói mai sau nhiều cuộc đất cài đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa là bỏ nhà bỏ cửa chạy hết á. Bây giờ ai cũng tính cất nhà lầu không đặng mà nổ, rồi cất rồi là bỏ chạy mà người ta chưa có hay mà người ta không tin nữa. Biết bao nhiêu người không tin, tới chừng tới là hối hận không kịp, là ngồi đứng mà khóc á. Cho nên là sau này nó khổ dữ lắm, bởi vì thầy có nói là mai sau dù cuộc đất cày đất là thổ đó, đua nhau mà chạy lầu đài cũng xa, mà thổ nó hồi nào giờ nó không có dám quánh Việt Nam mình đâu. Tại vì hàng Trung Quốc nó suối đó, bây giờ nó ở chảnh nhóc hết trơn, còn cái Trường Sa với Hoàng Sa là Trung Quốc nó giành là của nó, mà 18 nước nói của Việt Nam không, bây giờ nó giành vậy đó, bởi vì khiến cái nước nó là tiêu nước, mà bây giờ nói cái vụ này không biết. Ổng chỉ mình là Phật Di Lặc xuất thế luôn đó, Di Lặc ra nói theo kinh kệ, ai trường trai nguyên thể được vào, được trai ngoài tâm cũng thanh cao, sống an lạc một nhà hòa hiệp, chờ đến lúc Tây Tàu qua tiếp. Mỹ, Nhật, Nga có dịp cùng vô, cái câu đó là nó vô, Tây Tàu vừa qua là Mỹ, Nhật, Nga vô ba nước, quánh sau lưng quánh tới, nó biết vô đây là dịch của Việt Nam nè. Mỹ, Nhật, Nga có dịp cùng vô, ai phe phan, xưng cậu, xưng cô, thì phải bị điểm tô sanh hại, thầy về phạt những người làm trái. Thưởng phong cho trai gái có lòng được trở về, nhận tổ quy tông, thanh long thức kiểm không thể sót. Hắc long về, đố ai thoát lọt, xù long ra, sụp hết hai cồn, lẫm lông chèo vận chuyển mình đó. Là ông ăn một lần cho một trăm mấy chục người đó, trong giảng thầy cũng có nói y gan vậy đó. Rồi thầy mới thâu là ông Năm Chèo lại đó là không cho ăn nữa đó, mới là ông nói thâu cho được con lom ác nghiệt, thì chúng sanh mới biết mến yêu chúng sanh, nên cầm quạt ba tiêu quạt quả diệm cho nơi tâm cho tắt, thì đạo quả ngày kia mới đắc, chớ chứa hờn chứa giữ trong tâm. Là thầy cho biết là sau này là nó đủ thứ cách khổ chân, lớp nào miên nó đánh mình, rồi lớp nào chạy thì bị hữu lan á khú muôn bày lớp bay lớp chạy, sau này ra đan đó, ai mà ăn ở ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn. Còn hồi năm đó tôi về ở trong này là rít con nào con thấy bằng chiếc xe tải, mà tôi thấy người khác không thấy. Nó bò mà nó bò ngang là xe tải, tôi nói chú hăng chừng 7-8 chiếc lại đậu mà rung đó. Sợ đó. Mà nó bò chậm 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 cũng như là
nó đi tự tự nhiên vậy đó, nó không có sợ ai chứ. Tới chừng mà nó bò qua hết rồi, xe 7-8 chiếc xe tải mới dám chạy tới, ngồi trên xe mà rung đó. Đúng rồi, thì thầy em nói là chỉ sau này có miền Tây mà mình là đất Phật nè, người những người mà đầu thai về cái cõi này đó là trước đã có tu đắc đạo rồi mới trở về đây, cũng như là vị là tiên hay thánh này kia vậy đó, hai thần này kia mới về đây ở đây đặng là sau làm việc tiếp với Phật với thầy đó, cho nên mới về đây dồn về đây cho những người có phước có công đức hồi xưa có tu nhiều kiếp đó mới được ở miền miền Tây này, còn như là ra vùng ngoài chứ vùng ngoài là nó không có tu. Với hai nữa là xuống Bạc Liêu năm rồi cơn bão số 5 đó, là mà năm 97 là cơn bão số 5 đó. Dạ. Thì để tôi kể cái này lại cho nghe, là tỉnh Bạc Liêu chết 4.200. Nó năm 97 thiệt là ai quán đó, năm đó là mẹ Quan Âm có lại về dặn tôi mấy lần rồi. Bão số 5 để tiến đến giờ chết con cha mẹ bây giờ đâu còn con nữa, biết nhờ ai đây? Trong giáo lý Đức Thầy có nói cuộc tẩy trần để thức tỉnh đời du nai rồi khổ chiều mơ, ai ngự trí thức hiện tại Việt Nam may mắn có xác phàm thực thể, nếu không thu rồi e trễ hậu này long qua lập hội miền Tây chứng đắc vô số Phật Thầy Bửu Sơn. Ông cử đa tà lên cổ thái tướng trang nghiêm khuôn mặt chữ điền, cử đa là Ngọc Thanh Thiên Trưởng đó, vì xưa ông chứng quả tiên bây giờ trở lại ba miền đồng lo. Đức cố của hồi đó ông hổ rồi cũng đưa ông về trên núi Tà Lơn tu cho nó, ông mới chứng quả là Phật Già Lam đó. Bởi thầy ông mới nói ẩn danh ta giúp Già Lam lần này đó là sau này là cái đất của Đức cố đó, Đức cố mà cất cái chùa Đức cố dưới cái đình Đức cố đó, là sau là cái gốc của Việt Nam sau chạy về đó, là ai mà chạy về Bảy Thưa là còn sống đó. Bởi thầy ông dặn tôi, ông nói sao hợp mặt Bảy Thưa ký sự đất láng lên người xưa cố giữ Bủ Sơn Kỳ bốn chữ gắn ghi, một ngày tu là một đề thi, ông đạo ráng chữ y đừng lợt biểu tu hành y hoài, ngày nào cũng hai thời, tôi không dám bỏ một thời nào chứ. Còn chuỗi này một ngày tôi là niệm là 30 vòng nè, là 3.000+ đó, ví dụ như có dư thì chia cho con cho cái mình thằng nó sống. Bây giờ con mình nó còn nhỏ, nó chưa có biết tu, nó chỉ kiếm cái chỗ nào có tiền mới sống mới mần, cũng như bán mướn đó trên châu đốc cho bán mấy cái tiệm quán đó, bây giờ cũng vẫn sống như vậy đó. Mà tôi ngày nào tôi cũng niệm Phật hết trơn, niệm bằng sâu chuỗi không à, mà sâu chuỗi này đâu phải tôi đương không tôi có đâu, của Nữ Hoa Bồ Tát tặng cho tôi nè. Hồi lúc tôi ở trên núi tôi nói pháp cho nó, Nữ Hoa Bồ Tát tặng cho, rồi bà chú có dặn luôn, bà chú có nói ông ráng giữ sâu chuỗi này tới chừng sau mà sâu chuỗi này nó độ ông mới giật mình đó, bây giờ ông chưa có biết đâu, tới chừng sau này ông thấy, cái bây giờ tôi mới niệm thôi. Hồi trước tới giờ lâu lắm rồi, cả gần một năm nay rồi. Thì con cũng nghe nói là thời gian gần đây, thời gian trước thì ông cũng có nằm chiêm bao, thấy những giấc chiêm bao mà ở chảnh ngược xuống gì đó, thì ông cũng có thể... cái năm đó là tôi lên núi Cấm này nè, mấy linh, tôi lên núi Cấm là lên tới điện Bù Hông á, tôi cúng cha Ngọc Hoàng hết 36 đại, bị bà chú bà dạy đó. Bà nói ông lại một thiếu một lại tôi cũng không chứng chồng nữa. Thành ra tôi lên dẫn bắt buộc tôi phải lại 36 lại, mà phải giấy như vậy nè: Nam mô chín phương trời mười phương chư Phật ở trên dạy cho tôi đó. Nam mô chín phương trời mười phương chư Phật, Nam mô cha Ngọc Hoàng đại đế vô cực đại thiên tôn đại từ tôn mẫu diêu trì mẹ Quan Âm, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, con cúi đầu cầu xin ơn trên, quay lên Đức Phật Tổ, quay lên Đức Phật Thầy, quay lên Thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi, bà chúa, cô Ngọc, cô Tiết, Nữ Hoa Bồ Tát, Đại Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, từ bi hộ độ cho gia đình con cũng như mình cầu cho gia đình mình vậy đó. Từ mạnh giỏi tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ đầu năm tới cuối năm, để cho con vững tâm tu hành tinh tấn thông minh sáng suốt. Trước con xin tu cầu cho vua chúa sớm lên ngôi, thầy tổ sớm trở lại cứu vớt chúng sanh. Con tu cầu cho cứu quyền thất tổ ông bà cha mẹ con được siêu sanh. Con tu cầu cho bá tánh vạn dân trăm họ được sống đông đầy trong ngày đại hội như lời thầy dạy con mới tha nguyện. Con nguyện lại tạ ơn trên, quay linh Phật mẫu Phật mẹ, quay linh Phật tổ Phật thầy, quay linh thầy Quan Thượng Đẳng Đại Thần, chư quan cụ thần, chư vị sơn thần, chư vị năm non bảy núi chứng minh cho con. Thì lại 36 lại cho thiếu một lại, bà chú có ba không chứng nữa. Mà hiện bây giờ tôi cúng ở nhà cũng 36 lại không à. Cúng rồi phải trình hết đàng hoàng hết mới rồi trình xá, mà là 21 xá chứ không phải là nói giỡn đâu. Dạ vậy rồi cúng lại vậy rồi sao mà thấy được cái đoạn chim bao đó? Thì về lên nhẫn cúng vậy ở trên mới độ cho mình đó. Thì về tôi nằm ngủ tôi thấy cái đêm đầu á, là tôi thấy hai cái cồn với sập, mà hồi nào giờ tôi ở đó tôi đâu có qua bên cồn để làm gì. Rồi tôi nói xong là thấy nằm bao thấy kỳ cục cái trang mát. Hồi nào giờ tôi đâu có đi qua cồn, mà sau chuyến đó đi trên núi gì là cái nằm bao thấy qua cồn đó.
mà chạy lên cái chừng 700-800 người. Tôi hỏi cô bác chạy đâu mà dữ vậy? Cái có ông già ông đứng lại, ông nói chuyện với tôi, ông già chừng 60 ngoài 70 tuổi, ông nói chú ơi bị dân đây không tin tôi cho nó hay là trái đất này nhúng nhích là sắp sụp rồi, mà biểu nó tản cư, nó không tản cư, bây giờ hai cồn ở dưới đi sụp chết hết trơn rồi. Còn cái tốp này là cái tốp ở cồn này nó giáp dưới hai cồn dưới đó, nó thấy sụp gì nó hết hồn nó chạy lên đó chứ không có gì đâu. Còn mấy người ở dưới là hai cồn dưới chết không còn một người nữa. Tôi nói vậy là bên vợ tôi chết không còn người nào chứ chết trơn rồi. Bữa hổm hung quá, cầu bắt bự như nó qua không lọt. Cái bây giờ kẹt tùm lum hết trơn, 20-30 chiếc vậy đó. Cái nó nói ở đây có mà xuồng nào mà qua đưa mà xe không đa qua bển, tôi nói trong này có chiếc đò 2 chiếc vậy đó, chú vô trong hỏi coi. Rồi tôi hỏi cái gì mà ở chỉnh mà chạy xuống không, không có chạy xe chạy lên. Ông già ông nói chú ơi, dân ở đây nó không tin, bây giờ nó mới khổ mới chết á. Miền đang đánh ở Châu Đốc, bây giờ chết muốn nửa trời Châu Đốc rồi. Ông già ông nói vậy đó. Tôi nói trời ơi, vậy là đời tới rồi. Là nằm bao thấy vậy đó. Đi chơi lại trên núi Cấm là lại cha điện cha Ngục Hoàng, tôi lại 36 lại rồi về tôi thấy có hai điện chim bao vậy thôi đó chứ không có thấy gì nữa chứ. Rồi tới bây giờ tôi lo tôi cúng đại không, ngày nào tôi cũng cúng hai thời chứ, nó ngay người ta ba thời chứ tôi có hai thời. Tôi nói bây giờ mình hai thời mình dán giữ cho nó tròn trọn vẹn thôi chứ nhiều thời quá rồi nó không có đúng rồi còn tội thêm nữa. Mà tôi cúng đó là rất kỹ, cái người nào mà không biết mà lại nghe tôi cúng mà tôi trình tôi giái đó hắn là ai cũng giật mình hết trơn. Tôi nói ông giái gì mà tùm lum mà không ai biết hết trơn. Tôi nói vậy chứ cái chuyện của tao thu ở trên đã chỉ rồi. Cái cúng ra là lại phải giái phải trình vị nào đó, trình hết trơn luôn đó. Dạ rồi con cũng nghe nói là bà chúa cũng cho chú những bài thơ vậy đó thì... chú cũng có thể trình bày cho bà con mình nghe chú. Thì bài thơ đó là không phải bà chúa cho mà cái đó là nữ hoa Bồ Tát. Dưới của Phật Già Lam cho nữa phải không? Không phải, dưới của Đức Thầy cho tôi bài thơ. Là hai bài đó. Thì mình đọc bài Phật mình Mẫu đọc cũng có cho nữa, Phật Mẫu Duy Trì á cũng dạ. Có cho bài thơ nữa. Dạ. Cái bữa đó tôi vô tôi ngồi tôi nói chuyện vậy nè. Người ta kêu vô đang giải nghĩa cái vấn đề trong đạo đó, rồi tôi vô tôi giải nghĩa, tôi cắt nghĩa, tôi nghe mấy bạn hỏi sao mà nợ mà mình tôi không có thiếu mà giờ người ta đòi tôi như vậy đó, tôi mới nghe tôi biết rồi. Tôi mới nói cái đó là cái nghiệp. Là nghiệp thế gian là nợ nhiều đời, cô bác đã thiếu nhiều kiếp trước mà đầu thai lên không có gặp. Cho nên người ta đâu có gặp đâu đòi, đâu có trả nợ người ta đâu, tới bây giờ kiếp này đầu thai lên mới hợp với nhau là mới gặp nè. Nó lại nó đòi mình đó. Bởi vì Phật có nói là Đức Thầy mà Đức Phật Tổ cũng có nói nghiệp thế gian là nợ nhiều đời đó. Rồi đây ách nước nạn trời giông to bão lớn khắp nơi con à. Dù mẹ ở Tam Tà Ngọc Lộ nhìn thấy con đau khổ đau yên linh căn là giống rồng tiên. Cái đó là Phật Mẫu đó nha. Khai thiên lập địa xuống miền trần lao nên đứa thì sang giàu có phước. Còn đứa thì nghiệp trước khổ nghèo nghiệp là nợ đó con. Dặn tôi vậy đó. Con gái nhớ ngang sát trần mẹ phải nương theo độ hàng trăm thể. Giàu nghèo cũng thương thấp phóng điển quan dắt đường tu đạo. Kỳ Long Hoa, Lai Đáo, Nam Kỳ, Long An, thành phố, Củ Chi, Vũng Tàu, Đà Nẵng, vị thị miền Tây. Nơi đất Bắc mẹ xây linh địa Quế, trung phần trồng tỉa, giống lành, Bình Dương là chỗ Quỳnh Thanh, Cà Mau, Trung Trực, tái sanh lâu rồi. Là Nguyễn Dung Trực, là Nguyễn Tấn Dũng, là xuống dưới này đó. Là Nguyễn Tấn Dũng đó, bây giờ đó. Nguyễn Gia Sức đắp bồi đất nước Tấn Trọng Hiền chung sức một lòng Dũng là trí huệ quá thông là người cổ tái hiếu trung vương tròn là ông Nguyễn Tấn Dũng là Nguyễn Quang Thượng Đẳng Đại Thần xuống rồi đó. Một giai gánh nước non hùng vĩ tướng sông pha năng trí vững vàng tài cao đức độ nghiêm trang sau đây nhận lệnh Ngọc Hoàng thưởng phong này con phụng cháu rồng hồng lạc đất nước này thành đạt dễ dàng ta đây xuống bút dài hàng vào lòng nhân ái gợi hàng sĩ phu rồi mới nói tới phái Bủ Sơn Hai Nhu lãnh ấn để lo cho quốc dân Việt Nam là nó bài thơ sau này đó là cậu Hai Nhu đó là con cái đứa cố đó để lo cho quốc dân Việt Nam xây đền lập cảnh cứ làm ẩn danh ta giúp Già Lam lần này hỡi người trí theo thầy học đạo Già Lam lại đức cố đó là thầy sau này về tại Bảy Thưa đó. Thầy em có dặn tôi hồi cấp mà tôi ở trên núi ông cho bài thơ ông dặn ông nói sau này con nhớ là về Bảy Thưa là hợp mặt Bảy Thưa đó cho nên bây giờ có nói thiệt với anh em không có tiền làm sao đi mà không có chơi bà chơi bạc thì có mua giấy số cần thiết là 5-8 thứ 1 chúng không chúng thì thôi cái đó mình có mà giúp cho dân nghèo đó. Thì tôi có vậy đó chứ không có ghiền cái gì hết trơn á. Dạ. Thành thử ra bây giờ sau này muốn về Bảy Thưa để hợp mặt Bảy Thưa ký sự đất ráng lên người xưa cố giữ Bủ Sơn Kỳ bốn chữ gắn ghi một ngày tu là một đề thi ông đạo ráng chữ y đừng lại thành y vậy hoài đó.
Rồi sau này Đức Thầy ông nói nếu mà hành đi vậy là sao tôi phát huệ, cũng như ở trên thầy tổ ban cái lục thông là cho tôi, bị hồi đó tôi là Phật tới Điên Hòa Thượng đó, rồi sau này mới trả lại cái đó đằng phò vua chứ không có phép, và phò vua nước ngoài nó đâu có sợ. Sau này tôi có phép thần thông cũng như là hồi giờ trước của tôi vậy đó, ở trên thâu lại đó. Hồi đó tôi lo cho dân dữ lắm, thành ra bây giờ ở trên mới chọn lựa tôi phò vua đó. Bởi hồi đó tôi sửa soạn tôi về tôi mới cũng như sợ sấm nổ chết á, tôi mới hỏi bà chúa mà lỡ nữa sấm nổ rồi tôi chết rồi còn ai đâu phò vua. Bà nói trời phải, ông nói chuyện gì kỳ á, ông làm gì chết, sấm nổ rồi là ông thai hồn đổ xác rồi còn đâu chết đó mà chết nữa. Nó nói như vậy đó, là mấy bài thơ của ở trên cho tôi giờ tôi nhắc lại bữa nay cho anh em đồng đạo nghe, về quay cho nó nghe đặng mà ta ráng, cô bác ta ráng cố gắng tu. Cái đời cận thì mình niệm Phật nhiều chút, cho nên là trong giảng thầy có nói ai mà niệm Phật chí tâm cũng như có ngọc mà cầm trên tay, niệm Phật có Phật Như Lai độ mình, niệm Phật tật bệnh tiêu tan, niệm Phật có Phật Tây Phương dắt về, hay hoặc là ai mà tu tỉnh viên cần ông bà cha mẹ Phật thần rước lên mình cứu luôn ông bà cha mẹ luôn đó, tà vàng ăn ở dưỡng bền khỏi lo lao lý dưới miền gần gian. Là bây giờ mình cái gì mình biết đó, thì mình nhắc nhở lại cho đồng bào cô bác người ta nghe, ta để ta lo ta tu niệm Phật á, nó quý vô lắm. Bây giờ không có tu pháp môn nào mà kịp hết trơn, thầy chỉ biết cho biết là cái pháp môn tịnh độ là pháp môn niệm Phật với cái đời này là nó cận lắm rồi, không có tu cái gì kịp nữa chứ. Chỉ có niệm Phật tại chỗ mà mình ngồi mình cúng lại, mình ngồi mình niệm Phật hoài, nó dụ như tiếng nửa tiếng đồng hồ vậy đó, cái đó là cũng quý nữa. Vậy đó chứ không có cái gì mà khác lạ. Nhưng mà tại vì dân bây giờ nó còn mê trần, nó không chịu tu, nó còn mê tiền, mê bạc, mê danh, mê lợi này kia, thành ra tu không được. Thầy nói giờ tới cái tiền ai cũng mê chứ. Dạ. À, cái thưa ông hai, thì có một đoạn giảng trong Kim Cổ Kỳ Quang có nói một đoạn giảng mà rất là hay và quyền bí. Thì cũng xin ông hai mình cũng lập luận một đoạn giảng đó cho con biết. Thì còn một đoạn đầu đó là để là chiếu manh mà chảy gốc đình đó ông hai. Thầy xin ông lập luận. Có chỗ đó. Tôi nói với mấy chú như vậy nè. Có chỗ thì tôi nhớ trơn, nói chung là tôi nhớ hết xuống thời gian giáo lý tôi thuộc mấy lên đỉnh thuyết pháp được. Mà từ ngày mà tôi chích cái mũi ba này tới bây giờ là thuốc Trung Quốc đó, nó quên hết trơn, tới bây giờ quên luôn hết trơn, không có nhớ gì hết trơn. Cái đó là anh em nói thiệt đó. Rồi rồi, thì chú cứ nhớ đến đâu thì chú cứ đọc đến đó, không có sao. Thì bây giờ cũng có chỗ nhớ, mà nó nhớ khúc để nó quên như vậy đó. Chứ hồi đó tôi nhớ hết trơn, cuốn thì văn luôn. Chích mũi ba chích rồi, cái nhỏ đó nó bữa nay nó chích thuốc Trung Quốc rồi, tôi nó chết mẹ rồi. Tới bây giờ ở trên nhà lầu trên đi xuống mà đây, bỏ cái quẹt sạn cái có thuốc rồi thì đi xuống như này, bỏ cái quẹt với cái thuốc có thuốc trên lầu, cái không có nhớ, nó quên thiệt coi đúng không. Rồi còn ngày qua kia gì cúng rồi cái quên, tưởng đâu chưa cúng đi lên cúng nữa hồi nhớ chợt là mình đã cúng rồi. Vậy là quá hay rồi, cúng nữa là mình tốt rồi. Thì nó tốt rồi mà ngăn cái nó vậy đó, không dài vậy 2-3 lần rồi đó. Yeah. Ừ. À, cúng là im luôn đó, chứ quên cái đó là im rồi đó. Cái đó quên tốt chứ không có quên xấu. Bị mình cúng rồi mình cúng nữa đâu có sao đâu. Còn cái chỗ mà ông Đức, ông Ba Thớm nói là ai cứ nói tôi khùng, 30 tháng 1, 30 tháng chạp giữa mùng trung vô, có phải là 30 tháng chạp là miên vượt qua không vậy ông hai? Cái chuyện đó mình không dám nói trước đâu. Mình chỉ biết cái nào mình biết cái nào thôi. nói cái nấy, còn nói mà lậu của quyền cơ quá không có nên, công an giờ nó cũng không thích cái vụ đó. Nó ngay mình nói thì cũng lựa cái chỗ nói, không phải mỗi chỗ mà mỗi nói, với phần hai nữa là như chú quay rồi chú về đưa cái người nào người ta thích đạo đó, người ta phải nghe, người ta nghe cái mấy cái chỗ mà người ta chưa từng nghe đó người ta ham. Còn cái người mà không có, nó không có tin Phật, không có tin trời, lát nữa chết, bây giờ nó cũng vẫn nói ngang như thường ha. Yeah. Cho nên bây giờ mình nói thì lựa cái chỗ mình nói, hay hoặc mình tu mình cũng lựa cái người mình nói chuyện, chứ không phải mỗi người mỗi nói đâu. Vậy thì chú có thuộc những bài thơ nào thì chú cũng trình bày cho bà con nghe. Bài thơ nào nữa? Mới vừa gọi là chú trình bày của bài thơ Nữ Hoa phải không? Con Nữ Hoa Bồ Tát với bài mà tôi nói có khúc không à. Chứ không có nói nhiều, để tôi nói thử, tôi nói khúc bài thơ của bà Nữ Hoa Bồ Tát á, cho bài thơ dài lắm mà. Có cái chỗ này mà tôi quên khúc đó là lúc mà tôi lên cái chùa Vạn Linh đó, tôi cúng cái thằng ở trong chùa nó ra đủ, tôi không cho tôi cấm ông, không cho vô cúng luôn. Ông người bán số mà lại đây làm gì, tôi nói tôi bán số cho tôi đó ăn cắp của ai đâu. Bữa nay ngày rằm mà tôi lên cúng mà chú nói gì kỳ đủ không cho, thành ra tôi nhớ khúc đó mà tôi giận, tôi không coi khúc đó, tôi quên khúc đó. Rồi tôi nhớ nhớ được cái khúc đầu là nói
tôi viết lên bài thơ kêu gọi chờ đến ngày dự hội quần tiên, ai người có đủ nhân duyên miền Tây trở lại lâm viên sơn tầm, tôi đón khách có lòng mộ đạo giếng non thiên thổ giáo vũ kỳ, quân ba cha mở hội thi mẫu gom linh tử khai kỳ lâm qua, tôi tá điển hát ca rước khách đợi người hiền cắt mạch đầu tư để đưa về gặp tôn sư khai quyền mở khiếu cho người sáng thông, để gặp chủ nhân ông tại tánh mở Phật đường đại hạnh giác diệu đức tài trí huệ nâng niu, chờ ngày thiên định như tiều quá long, mấy ai có tấm lòng vì đạo quyết tâm tu hòa hảo tinh thiên tâm bình trí tịnh được yên cậu thầy điểm đạo mở quyền ai ơi, tôi kể sơ cho thời người biết tạm văn thơ lý thuyết bình thường thiên sơn núi cấm nấu nương, chờ ngày thầy mở qua trường hậu thi ai hiểu được quyền di tầm đến chốn Phật đường đợi lệnh tôn sư cảnh thiên núi lịch đó ngừ đạo vàng chứng ngộ bi từ cứu dân thượng ngân lập lại đời tân thánh dương cổ tái phong thần điểm phê các con căn đồng về tương hội Phật thánh tiên rửa tội ban tài không còn chịu cảnh nạn tai không còn khổ sở đại đài sát na. Tôi viết sơ kể qua đôi chuyện nếu có duyên dĩ quyển độ chân kể sơ về núi Cấm Sơn những nơi du khách dừng chân nguyện cầu suối Thanh Long điểm đầu tắm gội các quán ăn lề lối đan trang bánh xèo cơm trắng đàng hoàng tuy là thanh đạm mà sang tinh thần nguồn nước suối trong ngần mát mẻ ai tắm vào thấy khỏe vô cùng gió ngàn thổi nhẹ cây dung suối thanh nước biếc vô cùng nôn nao có tâm sự buồn đau trắc ẩn thấy cảnh thiên đổi giận làm vui người đi cũng đã thấm rồi cơ thiên chuyển giận cho người hữu duyên đây kể sơ cảnh thiên cây quế là chỉ về hướng này là cũng như điện cây quế đó tiếp quyền năng thiên tế minh tường cửu quyền thầy mẹ Phật Dương khang trang thấm thác trầm mương diệu quyền các ngôi thờ bích tiền tịnh tạ coi như là cảnh lạ một điều cây xanh đá dựng cỏ rêu qua đường thơm ngát thương chiều nhẹ bay ánh nắng nhạt vàng phai sắc thái bao gái trai cung bái bền tu thơ ca thi phú tạc thù làm cho thần thức ngao du tiên đài thấy cảnh đẹp ai ai cũng thích quế thơm tho kỳ tích dầu này là điện cây quế đó mẹ cha thờ cúng ở đây trên đó có thờ trăng ngọc hoàng nữa quỳnh mai khúc tủ đủ đầy hạnh viên như thấy được cảnh tiên cõi tục đẹp vô cùng gợi thúc đàn viên ai người còn đủ căn tiên hòa theo ý pháp chân truyền mâu ni vì kỳ chót phải thi công đức thay là thơ trao đổi thích nghi dưới này trao mở khoa thi con lo hành thiện khai kỳ long qua mở hội thánh tam tà chánh giáo mong cho người có đạo đến đây nhờ ơn dạy dỗ tổ thầy cho ai biết được đạo đây là người giếng cảnh xong mới đi vào đạn nữa dầu gia long chọn lửa hiện tại gia long là chỉ về cảnh này nè trung ca nghĩa khí thảo ngay tôi quan đất việt cổ lai tam kỳ sự vận chuyển quyền di cơ pháp đúng đường duyên nối đáp mai sau tài năng trí huệ dồi dào hiểu ra mới biết nơi nào nặc danh thì mới biết non xanh tư thấm ở miền tây dồ cấm gia long cây xanh núi đá chập chồng tiền nhân sử ký gia long đến giờ tôi kể sơ chỗ thờ chú Nguyễn hàng trăm quan để tiến đến giờ cấm gươm đá nước thành thơ thành hộ nước bích hiện giờ còn đây du khách đến nơi này nguyện giái đều được như ý nguyện của ta trăm quan chiến sĩ ông bà chứng lòng con cháu độ mà làm ăn nhìn cảnh cũ băng phăng núi tiết bao hiền nhân tấn kiệt hy sinh bác hồ có đại gia đình đức quỳnh cứu thế đức tin phật thầy đó lại gian không mong xe chuyển tụi đây có dịp kế đường dây nối tiếp mở mang hòa thôn hảo ý đạo vàng nhân thanh hiệp mặt đại đàn vĩnh niên là nửa bài thơ đó còn khúc kia tôi không được nhớ dạ thì thì cho con hỏi là bây giờ đó là trong hiện giờ đó là tất cả hiện giờ đời giống như là đã cặn rồi đã tặng diệt rồi. Đức thầy cũng có nói là chuông kia treo sợi chỉ mành rồi hay là thì thầy đó. Thầy cũng nói đời cùng còn có mấy năm đó hả dạ. Khắp trong các nước thay nằm bằng non chứ đâu phải chết mà mình không đâu cha thì chẳng thấy mà con vợ thì chồng chẳng được còn tại gia con nít kêu mẹ réo cha ông bà khóc cháu thiệt là thiết tha là chết cái cạnh này là 18 nước nước nào cũng chết hết trơn bây giờ cũng như bảo mấy hôm bữa gầy đó ở ngoài gì Philippines vậy đó dạ. Nó chết ở ngoài dưới nhà cửa sập gì nghe nói gì, gì, tiệm vàng tiệm gì banh sợi lông hết trơn đó mình thấy không có đâu phải Việt Nam mình khổ hết đâu nước nào cũng bị hết trơn bởi vì lâu lâu mới lập hội hôm qua lần tới 10.000 năm nè mới trở lại hội hôm qua rồi là mà là thượng quân là thượng quân thượng này rồi thượng quân trung rồi thượng quân hạ rồi hạ quân hạ nè rồi mới vòng lại như vậy đó là mấy chục ngàn năm mới trở lại cái thượng quân thượng lợi nè thành ra bây giờ mà Việt Nam mình lập đó là nhờ Việt Nam mình có Phật các nước không có nước nào nó tin hồi đó hồi xưa Phật, xưa kia Phật ở bên Tàu Tàu chê Tàu bán Phật vào Việt Nam nào đó nó không có tin Phật nó theo Hồi giáo đó
đúc chặt cái cây này chặt cái kia kia đúc để vị thần này thần kia đó là nó theo Hồi giáo, bởi bây giờ nó mới khổ đó, nó đuổi giờ Phật hồi đó tu ngoại nó đuổi về Việt Nam hết trơn, bởi giờ bây giờ Việt Nam ấy là nước Nam Việt là mấy là đất Phật không đó mà. Nước Nam như thể cả lầu ngày sau các nước đâu đâu phục tùng, nước nào vô cũng phục tùng Việt Nam hết trơn, là nhờ nước Việt Nam mình có Phật về đây rồi dạy cho mình tu đó, cũng như Đức Phật thầy mà ông về đây đó là ông đắc đạo tại mà núi Sam đó, bởi vì thầy có nói lời của người di tịch núi Sam chứ chẳng phải bài điều quyển hoặc đó, thì Đức Phật thầy ngày xưa tịch tại núi Sam á. Rồi con có nghe nói là các cô chú có nói là khi mà lập đời trở lại đó là sẽ tối trời tối đất 7 ngày đúng không chị? Không? Ừ, thì cái đó lúc đó là sấm nổ 7 ngày 7 đêm Phật thông ngũ hành luôn đó, kim mộc thủy hỏa thổ không còn gì trơn, cho nên là ông thánh ông nói trời ơi, chó biến bay đó là máy bay nó vô đây nè, mà nó bay hết được rồi vô đây là Phật thông ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ thủy hỏa thổ là nước không có uống nữa. Thương 3 năm không chợ nhóm chiều, nhà không người ở niệm nhiều nam mô chết hết trơn rồi còn ai đâu ở, thay không đắp mà để phơi khô có ai đâu chôn ai nổi, không nước mà uống nam mô đạo nào, thì nó y gian như cái đời thời cuộc này rồi. Như tôi nhờ có cái phước là hồi kiếp trước tôi quy y ở bên Ấn Độ, tôi mới đắc quả là Tế Điện Hòa Thượng đó, rồi ở trên mới chọn lựa là tôi người ăn cướp mà tôi không có xài, tôi không có tham. Rồi bà chúa bà nói phải ông xài đồng bạc ông mắc toi ông người, ông ăn cướp mà ông không có lấy đồng tiền nào xài hết trơn, ông đem giúp cho dân nghèo á, dân chỗ nào đói là ông đem gạo ra ông giúp à, thứ hai nữa là ông biết phép nữa, ở từng trời thứ 8, thứ 7 vậy đó, thấy người ta khổ quá khổ tôi lợi tôi hiện vàng và tôi cho người ta câu nửa bao vậy nè, vàng 24 á, thành ra từ chỗ đó mà ở trên mới chọn tôi là sao Hòa Vua đó, bởi vì bài thơ của thầy nói trắng trợn luôn à. Bài thơ đó lâu quá tôi không đọc, bữa nay tôi đọc lại cho nghe khúc ha. Dạ, dạ. Rồi anh em có đồng ý thì đọc nữa, không đồng ý thôi nha. Đồng ý, đồng ý. Vào buổi chiều tháng 3 âm lịch ngày 25 cẩm kích giao thơ, có nhân viên chờ đúng ngày giờ cô qua tặng bài thơ lưu niệm. Phật tử tánh không đâu mà kiếm ngọc dù mài phúc liễm, đợi chờ chúc mừng người khi nhận ý thơ, người xưa tái chờ giờ hợp mặt là thầy nói tôi là người xưa tái lại đó. Bủ Sơn Kỳ ngày xưa chiến đất, tôi đắc hồi Bủ Sơn Kỳ Hương trước lận, nay ngộ hình chỉ nhắc thêm thôi, chứ kiếp xưa người đã tu rồi, tái kiếp lại làm tôi thánh chúa là kiếp này Phò Vua đó. Cây xanh vẫn còn nhiều lá úa, tự biết mình mà vũ bản năng dứt thất tình, trừ được lục căn thì thầy mới phóng lần điển huệ. Thất tình là vợ tôi nó bỏ tôi năm nay là mười mấy năm, nó bỏ thôi rồi tôi thâu luôn đó. Cái này có sao mình nói vậy? Dạ, dạ, dạ. Ừ. Tu mật tâm đâu cần kinh kệ, lặng tâm trần phát huệ rất mau, lúc này đây vàng lộn dưới thao, phải thanh lọc một màu nhân sĩ. Rồi ngộ lấy những lời quyền bí, trong thi văn thầy chỉ hết rồi, phải thanh trừ cho mất chữ tôi, đừng có nói không ai bằng mình hết là sưng đó nghe, sưng là sệt đó. Ngày hôm mặt ghế ngồi cơ bản, nhắc đồng môn hiểu ra thịt thực trạng, biết đạo lành gặp bạn ngày xưa, từ thượng trung hạ đến ba thừa, để hợp mặt bảy thưa, cái sự sau này về bảy thưa đó. Đất lắng linh người xưa cố giữ, Bủ Sơn Kỳ bốn chữ gắn ghi, một ngày tu là một lời thi, ông đạo sáng chữ y đừng lật, là anh em bạn bè chia sớt, giúp cho đời mới bớt nghiệp mình, tiếp tay thầy cho phải hy sinh, phải sống tốt nghĩa tình dân tộc, bốn chữ lúc này đây là gốc Bủ Thái Trần đạo học phải rồi. Sơn Bạch Long nối tiếp đó thôi, kỳ hương tái ba ngâu đồng đẳng, hương quá chúng kỳ này có đặng, hiệp nhân viên mới tặng một bài điển xuống đây thôi, cũng khá dài nói hết ý đợi ngày xâm hiệp. Thanh trừ kẻ bạo tàn húng hiếp, sĩ phải tường cho kịp năm qua, về gốc xưa nối chí Thích Ca, nước non vốn con nhà Hồng Lạc, ba thành phần tu thân giải thoát, Hò Thánh Dương Hiển Đạt Bác Hồ, là Bác Hồ là Vua Minh Dương đó mà, qua chợ cãi với tôi hai ba người tôi không qua luôn tới bây giờ đâu rồi mà nửa năm rồi. Cũng gần đây bế tự gia vô ngộ pháp bảo tín đồ, thật sự cơ si chuyển vạn năng bi thử khổ, đến nơi chuyện dữ xảy ra lạng nhân tâm đậu sẽ bất hòa, vì quân chót màn ba tai hại, túc nghiệp trước có nhiều quan trái, nên ngũ hành chánh sái ra binh, nào dông to bảo động thình lình, ở trên ngũ hành chánh sái xuống đó, ở trên đường trần trời thứ 8 chảnh xuống đó, nào dông to bảo động thình lình khắp thế giới, đau binh biến lạng, thì lúc ấy có ông Quỳnh Trạng sắp tuồng hay mấy lạng châu nhi, mã long ra cầm lá quốc kỳ, xích long tái hầu quy năm việt, lựa kẻ trí cùng người anh kiệt, để sửa đời quá thiệt tinh minh. Bạch Long về vốn thiệt thầy mình, sĩ ráng nhớ đức tin cho trọn, ý còn dài nhưng thơ tóm gọn. Thanh Long ra để chọn sĩ hùng, thì bá gia mới gặp được hùng quy nhất thống Bắc Trung Nam Tiễn. Ngày 25 giờ chiều phóng điển, cửa Thiên Sơn Nhân Thiện mới trao, khắp Á Âu bất cứ nơi nào người hiền đức được vào cửa thánh.
trai trung hiếu, gái thì đức hạnh, kỳ quân ba hội thánh dở màng, người thiệt tu có ánh đạo quan, khai củ khiếu bước sang đổi mới. Còn bây giờ sĩ nên chờ đợi một ngày mai đợi lợi nước nhà, phóng điển quan tên tục cử đa, mượn khẩu tớ chúc quà lưu niệm, người minh triết thầy không phải kiếm, hiểu được rồi nắm phím cho dây, lời chánh chơn thiện mỹ là thầy, chờ hợp mặt rồng mây phó hội, xử những kẻ tâm tà tu dối, thưởng phong cho sám hối, sao là lỗi lầm xưa thất được bỏ qua, sống an lạc một nhà hòa hiệp, và chờ đến lúc tay tà qua tiếp. Nghe kỹ mấy cái này, Mỹ Nhật Nga có dịp cùng vô, ai phe phan xưng cậu xưng cô thì phải bị điểm tô sân hại, thầy về phạt những người làm sái, thưởng phong cho trai gái có lòng được, được trở về nhận tổ quy tông, thanh long thức kiểm không thể sót, hắc long về đố ai thoát lọt, xù long ra sụp hết hai cồn lẫm lên chèo chuyển mình rồi đó. Yeah. Từ Sài Thành động cả Hòa Thôn động tới Sài Gòn luôn. Yeah. Xù long chuyển Phật tôn xuất thế, Di Lặc ra nối theo kinh kệ Phật Di Lặc xuất thế luôn, sấm nổ đó. Ai trường trai nguyên thể được vào, được trai ngoài tâm cũng thanh cao, sống thực tế một nhà đạo nhất, vì kỳ này là thời thánh đức tặng cho người trí thức hiểu qua, ngọc chúc cho tu sửa gấp mà vì quan thánh sắp ra nguyên thể. Đúng lúc này là thời lập thế, lạng cơ nam trung quý bất hoành, cũng là nhân mà lại hại nhân, đời yểm cụ nghinh tân nên khổ, khá khen cho trai lành biết ngộ, phải đợi chờ ngọc lộ châu phê, một ngày nào tới chuyện thầy về, long châu tự bút phê kỳ giả, thôi kết thúc chờ điều mới lạ, mong cho người buôn xả thì rồi chờ một ngày hợp mặt chúa tôi, chúc sĩ được gia ngôi yên thịnh. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi.